Đây thì cháu đây. Cháu xin chú mua mấy que chú? Chú mua 2 que. Vâng ạ, chú mua 2 que đi ạ. À. Chú ăn thử đi. Để chú xem nào. Vâng ạ. Đấy chú nhìn nó đẹp không? Đấy cháu ăn luôn chú nhờ. Trong béo luôn. Ngon không? Ngon không? Ôi, công nhận là mẹ mình khéo tay thật đấy. Mẹ mình làm ra một cái loại này á mà không ai có thể làm được luôn. Trong veo luôn, nhìn rõ cả hương cây luôn. Mùa hè này á, mình sẽ giúp mẹ đi bán thêm hàng. Ai mua thạch xiên que đây? Ai mua không nào? Thạch rất ngon, ra ai thạch xiên que? Cháu. Chú mua thạch giúp con đi. Cháu có món gì đây? Chú nhìn món này lạ không? Ui, món là kiểu trái tim à? Vâng, mà chú nhìn nó trong không chú? Trong thế nhỉ? Như đá ấy, không phải đá đâu chú. Đây là một loại thạch đấy mẹ cháu làm đấy. Mùa hè cháu giúp mẹ cháu đi bán thêm ạ. Cháu nghỉ hè rồi mà chú nhìn không? Đấy, đủ các màu luôn. Cái này mẹ cháu làm nên đảm bảo lắm chú, không sợ đâu chú. Thế thì bao nhiêu tiền cái cháu? Chú ơi, 5.000 một que thôi chú. 5.000 que à? Ui, rẻ thế à? Vâng ạ. Đây, chú để chú lấy một que nhá. Dạ vâng ạ, chú ăn thử đi. Đây, chú đưa tiền trước. Dạ. Đây thì cháu đây. Cháu xin chú mua mấy que chú? Chú mua 2 que. Vâng ạ, chú mua 2 que đi ạ. Chú ăn thử đi. Để chú xem nào. Vâng ạ. Đấy chú nhìn nó đẹp không? Đấy cháu ngon béo luôn chú nhờ. Trông béo thôi. Vâng, cái này rất là ngon chú ạ. Thôi chú một que màu đây ạ, chú lấy màu gì cũng được. Đấy màu xanh đỏ đẹp chú. Vâng ạ. Chú ơi ngon, lần sau chú lại mua cho cháu nhá. Chú mang về cho con bé ở nhà. Dạ vâng ạ. Thôi chú cảm ơn nhá, đi nhá. Cháu chào chú ạ. Vâng, cháu đi bán tiếp đi ạ. Ai mua không? Ai mua thạch? Em đã bao giờ được ăn chưa? Đấy, ăn đi, ngon lắm luôn đấy. Lấy một que. Chị bán 5.000 một que đấy. Em mua đi. Em mua mấy que? 4 que. Ôi, có nhiều đấy. Cầm đi. Ôi, lấy các màu đi. Mẹ chị làm đấy rất là ngon luôn. Mùa hè này, đảm bảo. Mùa hè này chị tranh thủ đi bán cho mẹ. Đây này, trong này còn có 2 cái màu đỏ đây. Em thích màu đỏ, màu hồng đấy. Đấy, nào em lấy màu nào nữa. Ngon lắm luôn đấy. Vàng. Màu vàng đi. Ăn đi, ăn thử đi xem có ngon không. Em ăn thử đi. Ngon không, ngon không? Này lần sau bảo các bạn ở trong xóm thì em ra đây mua cho chị nhá. Nhà mẹ thì bà của. Đấy, ăn các que luôn. Thích không? Mát đúng không? Mùa này ăn cái này rất là mát luôn mà chị để tủ lạnh lên nên là mát không? Uầy, ngon thế. Đấy. Buổi đấy chị gặp một chú cũng mua cho chị mấy que luôn đấy. Nên là chị tranh thủ buổi sáng đi bán giúp mẹ vào buổi chiều là sang nhà em học. Bố em. Đây là bố em à? Bố em bảo em biết ra đây mua cho chị à? Nào chị nhìn quen nhưng mà tại lúc đấy bố em che mặt chị chả nhìn, chị không nhận ra luôn. Thế thôi em ngồi đây ăn nhá. Chị phải đi bán nốt chỗ này cho mẹ đã. Không cái này để lâu không được nhá. Làm sao lại mua cho chị nhá. Ai mua thạch không? Thạch ngon, thạch đặc biệt đây. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho